chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại thấy rất vui vì kênh của bà đã đạt được 600.000 lượt đăng ký. Bà lại chân thành cảm ơn các cháu đã ủng hộ bà. Và bà chúc các cháu và gia đình luôn mạnh khỏe. Hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một thau xoài dầm kho gà lá chanh siêu cây khổng lồ. Các cháu ạ, và đây là những thứ bà đã đi chợ và của chiếc thau xoài dầm kho gà lá chanh siêu cây khổng lồ đây này, bà đã đi chợ và mua đây này các cháu này. Đấy, từ 2 giờ trước rồi các cháu này, đây xoài đấy các cháu nhìn này đấy. Các cháu nhìn bà mua có ngon không? Đấy, quá tinh hàng ngon đấy các cháu ạ. Đấy, chọn nhất chợ luôn đấy bà mua đấy các cháu ạ. Và bà giới thiệu các cháu đây là ớt sấy khô đây này, nghiền rồi đây này các cháu này. Đấy. Các cháu nhìn chưa? Đấy. Và đây là đường các cháu ạ. Đấy. Và đây là bột canh các cháu ạ. Đấy. Còn đây là món khô gà lá chanh này các cháu này. Đấy. Thường ngày bà vẫn mua bà ăn này, rất ngon này các cháu này. Đây, khô gà lá chanh đấy. Món khô gà lá chanh đấy. Của thau hoa quả xoài dầm đấy, khổng lồ đấy, bà mua về bà cho đấy. Thường ngày bà vẫn ăn rất ngon các cháu ạ. Cho nên hôm nay là bà lại phải tìm và mua để bà cho vào chiếc thau xoài dầm khô gà lá chanh của bà nhá, để ăn cho nó ngon miệng. Và các cháu mà thấy clip của bà hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá các cháu nhá. Và bây giờ bà sẽ đi thực hiện bà gọt xoài trước các cháu ạ. Rồi. Cháu ơi, bây giờ lại bà bắt đầu bà cạo xoài này, gọt xoài này các cháu này. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà đã thái xong xoài rồi, bà cho vào chiếc thau khổng lồ của bà đây rồi. Và bây giờ bà sẽ đi lắc siêu cay. Các cháu ạ. Rồi, bà sẽ cho đường trước. Rồi, bà cho dần dần nữa không nguội. Bà cho đến bột canh cho cháu này. Cho nên là bà làm biết nó có thành không. Đấy. Bà đang cho bột canh này cho cháu này. Bây giờ bà đảo cho bà cho ớt. Bà yếu bà không lắc được, bà đảo cho cháu ạ. À. Nghĩa ra là lắc. Đấy. Bà lắc nó lặng lắm các cháu ạ. Mà to lặng lắm. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ cho ớt khô nghiền vào nhá các cháu này. Này. Đấy. Các cháu nhìn này. Đấy, các cháu nhìn này đấy. Các cháu ơi, các cháu nhìn bà đảo đấy, bà lắc ấy. Đấy. Hơi ngấm rồi đấy, được, gần thành công rồi đấy các cháu ạ. Đấy. Nghĩa ra là phải bê lắc mà chiếc thau nó to quá bà không lắc được các cháu ạ. Ui, lặng lắm. Rồi. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà đã lắc cái siêu cay xong rồi đấy này các cháu này. Bây giờ bà sẽ cho ra cái đĩa khổng lồ của bà nhá. Các cháu nhìn bà này. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ cắt gói khô gà lá chanh ra, bà để lên bên trên này các cháu này. Rồi ăn nó ngon, bà không lắc nữa.
Đấy, các cháu nhìn bà này. Đấy, gói khô gà lá chanh này các cháu này. Gói này cho bà ăn rất ngon các cháu ạ. Đấy. Đấy. Là bà cắt này. Đấy, các cháu nhìn này. Có lá chanh thơm lắm, tinh mùi lá chanh, mùi gà khô. Đấy, các cháu nhìn này, đấy. À, các cháu ơi, hôm nay nhà bà rất nhiều các cháu đến chơi, thăm bà. Bà thấy rất vui. Thế là cái đĩa xoài dầm khô gà lá chanh siêu to khổng lồ này, siêu cay nữa, thì bà đã làm xong rồi. Và bây giờ bà sẽ bê lên bàn để bà mời các cháu ra để cùng thưởng thức với bà nhá. Thế bà mời cả các cháu cũng tới nhà bà nhá, thưởng thức với bà nhá. Bây giờ bà sẽ bê đi. Bê đi. Các cháu ơi, đây này, hôm nay những cháu ở phương xa đến nhà bà rất đông. Bà thấy vui lắm các cháu ạ. Đây này cháu Hương, đây này các cháu này. Đấy, xinh gái như này nhưng mà bảo với bà là con chưa có người yêu. Thế là bà bảo ừ thế thì con hôm nay bà sẽ giới thiệu cho. Và đây là cháu Thùy Linh nhá. Thế còn đây là cháu Mạnh này, chưa có người yêu này. Đấy, đấy. Và đây là cháu Hùng Vlog này. Hùng ế. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhá. Và đây là hầu trôn của bà đây nhá các cháu nhá. Thế mà bà mời các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Xem nó ngon không này, bà ăn này các cháu này. Mời tất cả mọi người cùng ăn với mình nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm các cháu ạ. Mời mọi người nhá. Mời tất cả bạn cùng ăn nhớ. Ngon lắm các cháu ạ. Cay nhưng mà ngon lắm ạ. Cay mà ngon. Ngon mà. Ngon mà. Xoài dầm phải ăn mới khô gà lá chanh này con này. Đấy. Cứ tê lắm lắm mẹ. Cay cay tí nhưng mà ngon. Ăn thì nó khô ăn rồi các bổ máu các con. Các bạn ơi. Đây là khô gà nhá, lá chanh nhá các bạn nhá. Ăn đến đâu tê đến đấy. Rất ngon. Bà Tân là số 1. Đây các bạn này. Ngon mà. Rất nhiều ớt luôn nha. Đây. Thôi là ngọt ngọt, chua chua, ngọt, chua, chua cay, cay cay. Đủ hòa hợp lại với nhau tạo một món ăn khá là ngon các bạn. Thêm ít khô gà này. Phải ăn đơn với khô gà lá chanh này ngon lắm. Bà thường ngày rất hay mua luôn. Nó mình lấy cho Hương này. Xoài cũng ngon đấy các bạn ạ. Này các bà nhìn ba miếng xoài này con này đã. Quá là đã luôn, tuyệt vời, đủ các mùi vị chắc cháu ạ. Chua chua ngọt ngọt này cay. Các cháu ơi. Ngon lắm các cháu ạ. Mình mời cả nhà nhá. Mời bà con nhá. Ngon tuyệt cú mèo luôn bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Cái vị nó chua chua đúng không ạ? Hòa với ngọt ngọt và ăn vào ui chùi. Từ bé lớn mình chưa ăn mâm xoài lắc nào ngon như này. Siêu cay. À các bạn nhá. Các cháu nhìn bà này. Cầm nhận mấy thuật ạ. Cây này là mình ngon. Ngon quá. Các cháu nhìn bà ăn không nhăn tí nào. Rất ngon. Đấy. Cho mâm nhiều ớt là mới ngon này. Các cháu mời bà uống nước á. Bà ơi cái gì ấy? Gà khô đấy con ạ. Gà khô lá chanh ấy. Khô gà lá chanh, ngon lắm. Bà rất hay mua cái món này, cho nên hôm nay bà làm xoài dầm nó không thể thiếu cái khô gà lá chanh này. Ngon. Đấy. Mời bà uống nước nha. Ngon lắm các bạn. Ủa ơi, ăn xong không hiểu cảm giác của mình như nào đâu. Mời các cháu uống nước á. Thật là ngon luôn. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Đây có lẽ ăn mâm xoài siêu cay ngon nhất mình từng ăn. Các
trà dầm siêu cay là bà phải làm thật cay các cháu ạ. Ăn đi, ăn khô gà lá chanh của bà Tân ngon lắm này. Mọi người ăn đi. Một cái chín này mới ngon. Ngon mà khô gà lá chanh ăn lẫn mấy xoài dầm ngon lắm. Gà ăn tay vậy nhỉ? Ngon lắm. Các cháu ơi, bà mới lại các cháu ở phương xa này đến nhà bà chơi hôm nay, bà làm cái đĩa trà dầm khô gà lá chanh này không ăn hết được rồi. Bây giờ bà sẽ đi gói để bà cho các anh em cô bác ở hàng xóm nhá, các cháu nhá. Và bà xin chào các cháu, hẹn các cháu ở clip tiếp theo nhá. Và các cháu xem clip của bà mà thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá. Các cháu ơi, đấy là cái món xoài dầm khô gà lá chanh này, bà ăn nó không thể hết được, còn vài túi nữa bà đi cho các cô các bác nhá, với lại các cháu để mang về cho bố mẹ nhá. Này, cho cháu Hùng mang về làm quà cho bố. Ngon lắm nhá. Cháu cảm ơn bà. Của bà Tân Vlog ấy. Vâng, cháu cảm ơn bà. Này, cho bà xá. Vâng, cháu cảm ơn. Còn đi ra đây mẹ cho bà Thanh. Cháu Nhung cầm mấy túi nữa. Cháu xin ạ. Đi cho bà Thanh. Đi. Đi con ơi. Thầy Thế Tuân. Này em cho bà này. Món nhiều xoài mình làm nhiều ăn ngon lắm bà. Ăn đi ấy. Ăn đi rồi hợp tác mà. Có hợp tác thì giáo đâu mà hợp tác. Bà nhiều cầm. Thế cho một miếng thôi. Cầm cả. Gì cả. Cả này ăn nào hết. Cầm lên thì nó ăn được mà. Nào cho bà. Đó đi. Càng nhiều càng ít. Mai lại làm nữa lại thôi đó. Chú Tuân đây, cho chú Tuân bác. Ủa, thế là nhà điện ảnh như bây giờ, nhà nhân viên. Phải dầm khô gà lá chanh. Có ai đang cười lắm. Hôm qua thì Tân mua cái chảo chiên cái gì mà to thế. Mua để làm việc nha. Cái chiên nhá. Đi. Tao nhắm nước đã. Mai cô. Các cháu ơi, này các cháu lại còn mua chiếc bánh sinh nhật để tặng bà Đạt một cháu 600k sáp này. Đấy. Này đấy. Bà cảm ơn các cháu nhá. Đây, bà cảm ơn các cháu đấy đã mua chiếc bánh sinh nhật lên tặng bà nhá.